Quá đẹp phải không quý bạn? Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Và hôm nay thì Bá Hùng Audio sẽ lên sóng giới thiệu đến với mọi người một combo phối ghép vô cùng hoàn hảo đến từ hai thương hiệu Magitot và JBL. Đây là hai thương hiệu nổi đình nổi đám của đất nước Mỹ với những cái tuổi đời phát triển vô cùng là từ lâu đời rồi. Và Magitot cũng như là JBL thì có rất nhiều những cái đặc trưng riêng của mình, giúp cho người chơi dễ dàng nghe và cảm nhận những cái âm thanh có những cái nét đặc trưng riêng của hai thương hiệu này. Và đặc biệt là khi hai thương hiệu này phối ghép với nhau thì sẽ cho những cái màu âm vô cùng là hoàn hảo. Với những người Việt Nam thì hay nghe đa năng một chút thì đây sẽ là một cái combo mà để đáp ứng tốt cho chúng ta những cái nhu cầu đó. Magitot, một thương hiệu rất lâu đời của đất nước Mỹ, JBL cũng như vậy. Và hôm nay chúng ta sẽ có những gì trong cái video clip lần này. Đầu tiên là một cặp loa JBL 4365. Đây là cái mẫu loa kiểm âm, hay còn gọi là loa Studio Monitor. Nó là một trong những cái dòng loa có chất lượng âm thanh trung thực và cân bằng rất là tốt để chúng ta có thể dễ dàng chơi nhiều những cái dòng nhạc. Nếu như những đôi tai nào mà khó tính hay tìm kiếm những cái nốt nhạc chính xác, hay là những cái lời ca sĩ mà trung thực, hay là những cái bản nhạc mà độ chính xác cao ấy, thì những cái dòng loa monitor này mới đáp ứng được những đôi tai của họ. Và trên thế giới thì rất nhiều hãng âm thanh họ đều sử dụng những cái dòng loa cao cấp của mình làm những cái dòng loa tham chiếu, điển hình như là Bowe & Wilkins hay là rất nhiều các thương hiệu khác, thì họ đều sử dụng những cái dòng loa cao cấp nhất của mình để làm dòng loa tham chiếu hay là dòng loa Studio Monitor vì nó có độ chính xác vô cùng là cao. Và cặp loa hôm nay Bá Hùng Audio phối ghép gửi tới quý vị bạn đó là một cái cặp loa được tuyển chọn đẹp vô cùng. Chúng ta có thể nhìn thấy là một cái cặp loa có kích thước rất là lớn, hình thức thì rất là đẹp. Đây là cái mẫu loa sử dụng cấu trúc là 3 loa, 3 đường tiếng, trong đó thì ở một loa bát 40cm chúng ta dễ dàng nhìn thấy một loa bát rất là lớn đó. Và loa bát này thì sử dụng một cái vật liệu làm màng rất là phổ thông và rất là thông dụng của JBL, đó chính là màng giấy và một loại gân bền vô cùng. Anh em chơi rất là thích cái dòng gân này, đó chính là gân vải xếp. Đây là một dòng gân huyền thoại của JBL. Cái màng giấy này thì sẽ cho chúng ta một cái dạng trầm rất là ấm, trầm ấm và nó dày, thưa quý vị bạn. Nhiều loa trầm sâu nhưng mà nó không có độ dày thì chúng ta nghe nó vẫn bị nhẹ nhẹ đi một chút đó. Thế nhưng mà dòng loa của JBL thì nó rất là dày và ấm áp. Tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy là một cái thùng loa to như này, mà cái ọng kèm của nó lại to gần ra bằng cái miệng thùng luôn, mà bằng luôn cái mép gỗ này thì mới thấy là một cái họng kèn vô cùng là chất lượng mà JBL 4365 được thừa hưởng đó. Và sẽ có hai phần tinh chỉnh cho loa trung kèn và một loa siêu chép ở trên đây đó. Thì chúng ta dễ dàng tùy chỉnh hai cái loa này theo nhu cầu, theo sở thích của chúng ta. Và phía dưới cùng thì chúng ta sẽ có hai lỗ thoát hơi. Đặc điểm nổi trội của những dòng loa đặt lỗ thoát hơi ở phía trước thì nó giúp cho chúng ta dễ dàng kê kích mọi vị trí trong những căn phòng của chúng ta, ví dụ như là sát tường, sát góc vân vân, đều có thể đạt được rất là tốt luôn. Một cái mẫu loa được làm rất là đẹp, dán gỗ lạng này, mặt sơn xanh. Đây là cái mặt xanh đặc trưng của dòng loa kiểm âm đến từ thương hiệu JBL. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc âm ly, đây có thể nói rằng một chiếc âm ly vô cùng mạnh mẽ và chất lượng. Đấy, đây chiếc âm ly này là hàng nhập khẩu chính hãng, thưa quý vị bạn. Em này thì với mức giá lít là khoảng tầm 300 triệu đồng, nhưng mà Bá Hùng Audio đang có sản phẩm xài lướt để phục vụ mọi người với mức giá chỉ ở 168 triệu đồng thôi. Đây là một cái mức giá vô cùng tốt để chúng ta chơi và trải nghiệm nhé. Hàng nhập khẩu chính hãng, thưa quý vị bạn. Còn full box đầy đủ, điều khiển và mọi thứ đều như mới luôn, rất là ổn áp để chúng ta chơi ở thời điểm hiện tại. Và đặc biệt là với cái mức giá ở trên 160 triệu đồng thì em này có thể nói rằng vô địch trong tầm giá, khi mà lại phối ghép cùng với lại JBL nữa thì thực sự là hết nước trầm luôn, thưa quý vị bạn. Và cặp loa này thì hiện tại bên em đang bán với mức giá là 170 triệu đồng, thưa quý vị bạn. Mức giá hiện tại cũng đang rất tốt so với trước đây, có những thời điểm lên tới 185, thậm chí là 190 triệu đồng ở những thời điểm trước. Thế nhưng mà ở thời điểm hiện tại,
đây sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta dễ dàng mua nhất và dễ dàng lựa chọn nhất cho mình những cái sản phẩm với mức giá hợp lý nhất so với từ trước tới nay. Tiếp theo thì em ghép với lại một chiếc đầu CD cũng của thương hiệu Magitop có model là Mercedes 600. Hiện tại thì em này đang có mức giá list là 230 triệu đồng. Tuy nhiên bên em thì đang có mức giá chiết khấu tốt vô cùng, chúng ta sẽ rẻ được rất nhiều tiền, tiền trăm triệu. Anh em quan tâm liên hệ trực tiếp, nếu như mua cả bộ thì mức giá có thể nói rằng chưa có từ trước tới nay. Thưa quý vị bạn, alo là sẽ mua được, còn nếu như mua lẻ từng món thì bên em cũng sẽ trừ và giảm giá tốt hơn nữa để mọi người giao lưu và trải nghiệm. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng đeo tai nghe và cảm nhận âm thanh đến từ bộ phối ghép này nhé. Âm ly Magitop MA9000 full book line new đầy đủ phụ kiện. Đó, đầu CD Magitop MCD600 cũng là hàng nhập khẩu mới chính hãng, đây là hàng new luôn. Loa thì là loa nước 170 triệu 168, và em này thì tiết kiệm hơn so với giá lít. Đó, chúng ta yên tâm khi gọi cho Ba Hồng Audio nhé. Âm ly thì vừa chơi CD, vừa chơi phono và vừa chơi nhạc số. Đầu CD thì cũng có thể chơi CD, chơi SA CD và chơi nhạc số được, rất là tiện lợi trên combo này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đeo tai nghe và cảm nhận ngay bây giờ.
chờ đón ngày anh về sưởi lòng.